rửa hết đống chén ở dưới kia dưới sàn kìa, đi đâu thì đi, còn đống chén đang đợi mày đó, mày rửa đi. Hai Trang Thi, anh đang làm cái gì vậy? Em đang em đang ngồi làm chuyện tranh thủ đặng ngày mai đặng sáng sớm thức dậy trang điểm đặng cách tin một buổi thật là quan trọng. Em chuẩn bị tới đâu rồi? Em đồ nói chung ra là đồ đạc về phần của em là tư trang của em là đầy đủ hết rồi, không thiếu bất cứ thứ gì hết. Còn giờ là em đang chuẩn bị cho phần gửi ngày mai. Em đi rồi cái để bé Don ở nhà có mình, cái bé Don quay không kịp, cho nên cái nào cần em làm trước, nãy chiên bánh phòng cho mọi người trước đã vô rồi, thì xuống sau này bắt đầu em lọc tôm. Để ngày mai là em đi không biết khi nào về đúng không? Em chuẩn bị trước hả? Phải chuẩn bị đồ trước, cái nào cần thiết thì làm thôi, chứ còn những cái mà đồ tươi thì ngày mai bé Don tự làm hết. Mai bé Don sáng bé Don đi chợ rồi qua đây nấu trà nấu đồ lum la, chắc hồi nữa cho em rảnh em cũng nấu trà luôn. Mà hồi nữa em còn đóng chén nữa, em còn phải đi làm móng tay rồi đi cạo lông mặt. Ê chị chợ hôm nay có con cua đó chị Don. Đúng chị hả? Ủa Nguyệt ơi, kiếm gì vậy? Tắt má ơi, lựa hết cái tấm tôm này đi, tôm nhỏ ra tôm nhỏ, tôm lớn ra tôm lớn, rồi muốn đi đâu đi. Ê bà tắt luôn cái chảo đó đi bà Don, bà quay. Mấy đơn thần muốn đi qua hậu là đi đâu. Ê bà quay qua bà tắt cái chảo đó bà Don. Từ từ. Cái gì gì ghẻ. Giống gì ghẻ quá trời. Em đã chuẩn bị cho cái cuộc thi này lâu chưa hay là mới biết đây? Trời em chưa, em nói chung ra là nào giờ tham gia rất nhiều cuộc thi luôn, nhưng mà ít có khi nào mà đợt vừa rồi cũng vậy đó, cái Beauty Win cũng vậy, cũng đăng ký hồ sơ rồi xong cũng làm linh đình lắm, kết cục cái ngày mà ta cái tin bắt đầu cái ngày đó phát bệnh lên vô bệnh viện nằm luôn. Trời ơi xui ghê luôn đó. Rồi xong cái đợt này thấy mọi người chia sẻ này thấy gì thôi đăng ký luôn đó. À, chủ yếu là lúc đầu cũng dự định là thi đâu, tại vì chưa không có dự định là để đi tham gia chương trình này, bởi vì nếu mà đối với cái chương trình thì cái tiêu chí nó rất là cao, cho nên em không đủ tiêu chuẩn. Vì cái mục đích lần này của em đi thi để làm cái gì? Chủ yếu là muốn giao lưu gặp tất cả các anh chị đi trước về dành ngành nghề, tất cả các ngành nghề khác nhau, ví dụ như hot play nè, là đu trend nè, nó ta vân vân tất cả các thứ, thì muốn đu theo tất cả các anh các chị đó, muốn đến một cuộc một buổi dạng giống như là buổi casting này là dành cho những người mà anh chị ở trong cộng đồng thôi, cho nên muốn đến đó là để dành thời gian ra đến đó là học hỏi trao dồi kỹ năng thêm kinh nghiệm cho bản thân mình đó. Rồi lúc em đi về rồi bé Đơn có ủng hộ em không? Bé Don thì luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ em hết trơn á, bởi vì cuộc thi á là bé Don cứ kêu đi thi cứ tham gia đi. Em vậy đi hay không đó là quyền của em á. Trời ơi trời, nghe nói bé Don cũng chuẩn bị cho em cái bộ đồ gì 100 mấy chục triệu gì đó là đúng không? Bé Don chuẩn bị cho em bộ đồ 100 mấy chục triệu hả? Ngon quá vậy. Ừ, ngày mai em bận đi thi đó, nếu bé Don chuẩn bị cái tháng trời đó có 180 triệu. Trời đất ơi trời, vậy kêu em trả sao cho hết hả? Tiền của em mà trả nợ gì anh? Nghĩa là tiền của em đưa ở đâu mua giùm quá hả? Ờ tiền hường có gì hường đưa... trời cám mà hường phải không? Cám mà hường. Đó, bây giờ là đang ngồi trong bếp này là lui cui nè, tranh thủ làm cái nào làm được làm bớt đi không? Và bây giờ mỗi thí sinh là đều có một cái tuyệt chiêu để làm ấn tượng ban tổ chức đó. Ngày mai là em nghĩ là em sẽ tỏa sáng bằng cái hình thức nào? Quan trọng ở em không suy nghĩ gì hết. Em chỉ suy nghĩ em... Nói chung ra bắt nhạc thì em cũng chưa có dạng giống như là chuẩn. Nhưng mà em chỉ làm hết khả năng của em ở trên sàn catwalk đó thôi.
em tự tin, em tỏa sáng, em tự tin cho bản thân mình là chính. Có nghĩa là em mạnh giữa phần kết cuốc đúng không? Đúng rồi. Coi như mình tự tin về phần kết cuốc của mình á, mình tự tin là coi như là tự tin thằng Thái á. Ừ. Là ăn tiền rồi. Quan trọng ở chỗ thằng Thái. Em hy vọng là lần này cuộc thi này em đến với cuộc thi này tham gia, em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kỹ năng hơn, trao dồi cho bản năng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cuộc thi trước có em tham gia em còn bị yếu lắm, với lại rất sợ đám đông, rất sợ đám đông mà là không dạng ống kính nữa. Lúc mà trả lời những câu hỏi hay bị sợ lắm, run á, bị run á. Mong rằng cái cuộc thi lần này sẽ ổn hơn tất cả mọi thứ. Thằng Thái có, kỹ năng có. Rồi nếu bây giờ em vào sâu được cái vòng trong, em nghĩ là em có đủ sức khỏe để em đi tiếp không? Nếu em vào, nếu em đi vô vòng trong nữa hả? Ừ. Em thử em đặt ra một cái thử thách thử coi, nếu mà em đi vòng trong em đủ sức em đi tiếp nữa không? Một khi mà bước ra khỏi căn nhà này thì phải đổi cái vương miện trở về. Còn nếu không có vương miện thì làm ơn đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa. Đó, tao chị la quá trời la. Cái gì mà giống như cái nết gì mà la quá trời. Cái thi mà giống như đi đóng tấm cám gì trời. Thi mà giống như là tấm cám gì đó, phải làm chuyện đồ này nọ xong việc mới đi được. Thì em đã làm xong hết chưa? Chưa. Còn bao nhiêu công việc nữa? Còn rất nhiều. Tối nay còn phải rửa xăng, rửa nhà. Trời ơi rồi. Trời. Thì em có phải lựa đậu, đậu xanh, đậu đỏ gì giống như trong chuyện không? Không đâu, em không cần phải lựa mấy thứ đó. Bởi vì em có ông Bụp tài trợ rồi Phượng. Ông Bụp là khi nào khóc á, ông Bụp mới xuất hiện. Em có thấy bao giờ em khóc đâu mà ông Bụp xuất hiện. Đâu có đâu, em đâu cần phải khóc. Nhắc cái phone lên thiếu cha gì người lại lựa. Vậy hả, lựa giùm em á hả? Đúng rồi. Cho em đi hả? Bây giờ mình nhắc cái điện thoại lên là. Hay cái gì Phượng? Nhắc cái điện thoại lên là bắt đầu là có người ta lợi, người ta phụ tiếp mình, trả tiền công nhân ta. Đơn trời giản trời. Hay cái gì lệ. Tấm cám thời nay đâu phải thời xưa đâu mà phải ngồi đó vuốt ve. Ờ. Phải không Lệ? Có nghĩa là bây giờ tấm cám thời nay mà cái dương miệng không có, không được chơi là mình tới mình giựt luôn đúng không? Nếu mà không lấy được cái dương niệm đó đem về á thì lên mình giựt giải luôn. Mình dùng mọi cách. Mình giựt giải luôn. Sao nãy hỏi câu đó trả lời chưa? Nếu mà bây giờ được một cái cơ hội vô trong nó như vậy là em có nghĩ là em đủ sức khỏe để em ráng em theo hết không, hay là em chỉ nghĩ là thi cho nó có kinh nghiệm cho vui thôi? Em nghĩ là chắc em thi cho có kinh nghiệm cho vui thôi. Chứ trao dồi kỹ năng cho bản thân của mình với lại học hỏi thêm tất cả các anh các chị, bởi vì mình cũng là đam mê nó chứ không phải mình cũng muốn lắm. Sức khỏe không cho phép, với lại việc thứ nhất là sức khỏe không cho phép, việc thứ hai là hiện tại đang trong tình trạng là mình đang kinh doanh, mình không bỏ đi được. Cho nên cũng không ai thay thế mình trong việc này hết trơn, chủ yếu là giao lưu học hỏi. Vậy em nghĩ em nói ba tổ chức vậy thì họ có chọn em không? Em nghĩ hả? Ừ. Không đâu, chắc chắn thì ban tổ chức sẽ không có đưa ra câu hỏi đó, bởi vì là ban tổ chức đâu có biết em có muốn đi nữa hay không. Anh thấy mấy câu hoa hậu hay hỏi gì hả? Hỏi là lỡ mà em được dòm trong em có theo xước được hay không hay thế này thế kia đó. Cái đó nếu mà được vào vòng trong á, cái câu đó là câu hỏi của anh, đó là câu hỏi khác rồi. Nếu mà cho em được lọt vào vòng trong thì em có đủ khả năng hoặc đủ sức khỏe đó, không phải sức khỏe mà là gì, thời gian hả? Đúng rồi, hình như là đủ thời gian để đi theo không, hoặc là trên cái cấp quốc của mình, trên phần trình diễn của mình nó có một cái gì đó chưa có được tỏa sáng đó, không? Nếu mà em có được một cơ hội nữa, em có sửa sai về cái lỗi đó không? Ví dụ vậy đó, nó là vậy. Chứ còn đó là anh đang đặt câu hỏi giống như em đang về đặt công việc của em rồi. Thì em phải trả lời theo công việc của em. Nếu mà hỏi gì thì trả lời khác, dĩ nhiên. Em phải cố gắng em về, nếu em được lọt vào vòng trong thì em cố gắng em về, em cố gắng sắp xếp thời gian ra để trao dồi kỹ năng cho bản thân của mình, có kinh nghiệm nhiều hơn để tiếp tục đi đồng hành với chương trình.
và tiếp tục đồng hành với tất cả các bạn lọt vào top. Nghe nói là cuộc thi này có những bạn bè của em, các nàng thi cũng là chị em của em đi theo chung đó. Dạ rất nhiều. Trên cuộc thi này nếu mà chấm tỷ lệ mà bạn bè của em chiếm hầu hết 50%. Trời. Vậy đang có tính nhường bạn em không? Dạ. Có tính nhường cho bạn em không? Rửa hết đống chén. Ở dưới kia, dưới sàn kìa. Đi đâu thì đi. Trời. Còn đống chén đang đợi vì đó thì rửa đi. Em có nhường không hả? Ừ. Lên trên sân khấu đâu có ai nhường ai đâu anh. Chị, nếu mà ngoài cái thế mạnh chất quốc đó em còn cái gì thêm để mà em hơn những cái đối thủ khác không? Chắc là không rồi, tại vì từ trước giờ em chưa có cái gì dạng như là... gọi là cái gì đó? Em có cái vẻ đẹp đó. Ừ, ngoại hình của em cũng hơn rồi. Em là nếu mà ta chấm về ngoại hình của em thì mọi người ai cũng nhìn thấy rồi. Cái đó thì đâu cần phải hỏi nữa. Em có tự tin gì cái đó không? Rõ ràng em tự tin em mới đứng trên sàn cấp quốc này để em diễn cho em thể hiện được bản thân của em chứ. Ừ. Đúng không Lệ? Trời ơi, hay quá vậy Phượng. Trời ơi, vậy đó xa Tú Lan. Thôi chết rồi, Bảo tới rồi đó nghe Lệ à. Thôi ráng làm việc xong sớm đi, rồi có lựa đậu hay là có lựa chén gì đó thì làm cho nhanh. Chúc em để ngày mai coi như là sớm coi như hoàn thành công việc để có thời gian để mà nghỉ ngơi sớm. Không, nếu mà em có lựa đậu thì chắc chắn anh với lại anh Thuận sẽ là người ở đây lại lựa tiếp em. Vậy hay cái gì Phượng? Trả lời hóc búa gì được chưa? Rồi. Đúng không? Rồi, bye mọi người. Rồi, bye bye em nha, bye bye. Cảm ơn em.